cả giải đấu The Chosen Team mùa thứ 12, và chúng ta vừa trải qua hai game đấu đầu tiên trong loạt đấu BO4 của trận bán kết 1. Và đây là bảng điểm sau game đấu sau hai game đấu đầu tiên, và tạm thời đang vươn lên các chàng trai bên phía TG với 46 điểm và 36 điểm dành cho FBA. Khoảng cách của chúng ta là 10 điểm, nhưng mà trước mắt chúng ta còn hai game đấu nữa, một khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp được khi mà chúng ta hoàn toàn những chàng trai FBA có thể một hai trận đấu cuối các bạn đánh cho mình một cái đội hình bùng nổ thì hoàn toàn có thể san lấp được cái điểm số này. Tôi nghĩ rằng 10 điểm không phải là số điểm quá lớn để TG có thể chắc chắn dành cho mình tấm vé đi đến với trận chung kết, đúng không anh Vũ? Chính xác như vậy rồi, chúng ta đã qua được hai game đấu, chỉ còn lại hai game đấu nữa thôi, nên là tôi nghĩ rằng với việc mà đang có được 10 điểm chênh lệch như này thì bên phía team TG họ sẽ đánh chậm lại một chút để bảo toàn được cái lợi thế của mình. Còn đương nhiên FBA họ sẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ cố gắng all in một chút, kiếm lại lượng điểm và có lại lợi thế sau game đấu thứ ba, và bước vào game đấu thứ tư một cái tâm thế nó xanh chín hơn. Và đây rồi, chúng ta đã có màn hình máy của các tuyển thủ, và đây là vẫn là Green. Có vẻ như màn hình máy của Green đang khá nét với một con Garen cầm cho mình, đó là một mảnh BF. Tiếp theo đó chính là một cái nước mắt, một trang bị có thể ghép cùng với đó là Soji. Có thể là Soji, đúng rồi. Và nếu như các bạn khán giả, các bạn đang theo dõi giải đấu của chúng tôi, thì giải đấu của chúng tôi đang được chiếu trên hai nền tảng, đó chính là fanpage TG TV và kênh YouTube TG TV, thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai nền tảng đó để có thể theo dõi theo ý thích của mình. Và nếu như các bạn đang vào chưa tiện theo dõi hai trận đấu trước, thì các bạn có thể nhìn bên trên góc bên phải màn hình, chúng ta đang là game đấu thứ 3/4 của trận bán kết một giải đấu cho chân team mùa thứ 12 giữa TG và FBA, và FBA đang có 36 điểm và TG đang có 46 điểm sau hai trận đấu. Và nhìn vào đội hình của TG trong trận đấu thứ ba này thì vẫn là một cái sự xuất hiện của Green, TG Fit, TG Steel và Royal. Và bên phía bên kia thì chúng ta có thể thấy việc Ulu anh ta đã quay trở lại, và đây là loại công nghệ đầu tiên đấu trường hạng gà có thể được Green sử dụng. Và Green sẽ lấy cái gì đây? Đấu trường hạng gà không, Green quyết định là lấy khu giao dịch rồi. Anh ta muốn rung 3 sao trong trận đấu này, hoặc là anh ta muốn những con tướng 2 sao để có thể giữ máu ở khoảng thời gian early game. Và chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của Green có chính xác hay không, bắt lại những con tướng thách đấu cũng như là những con tướng đế chế để có thể hy vọng ra được Samira. Và một Pharaoh ra được thêm một con Talon, và lượng vàng trả lại thì hoàn toàn Green có thể bắt đi con Talon này. Rất ngon. Đánh giá nếu là một con Talon 2 từ sớm thì sẽ là rất tuyệt vời, có thể hướng đến những bộ bài như sát thủ cùng với đó là những vị tướng như đế chế Samira 3, Talon 3 cùng với đó là Sugen 3, sẽ là một turn mà bắt được lại con Talon này thôi. Và có một pha free roll ở round sau và một pha roll nữa, đây rồi, bắt lại thôi. Talon rất nhanh tay đến từ vị trí của Green, và Talon 2 mà có thích luôn rồi, rất ổn cho Green thay thích vào không. Một chú chuột nhắt, vâng, Camille 2 và bán VD để có thể lên Camille để lên dàn tanh, hợp lý thôi. Và đây là một lượng sát thương sẽ đủ lớn đến từ những pha lưỡi dao kết liễu của Talon. Và bắt đầu Green anh ta sẽ được đép được với một con Talon 2 này. Bên kia thì việc Ulu anh ta lựa chọn cho mình học giả khi mà anh ta nhận thấy rằng những cái mảnh đồ của anh ta hoàn toàn có thể đi theo hướng sức mạnh phép thuật. Và đây là học giả dành cho vị trí của việc Ulu. Tôi đã nhìn thấy có nhà có cho mình một cái trái tim ngoại binh anh Bon ạ. Không biết anh ta đã có cho mình ba ngoại binh ngày chưa. Màn hình của anh Trang vừa rồi hơi giật một chút. Đây rồi, quay lại. Một chiến thắng của Green trước bài đấu của Táo khi mà lựa chọn loại công nghệ đầu tiên của Táo, đó chính là chiến lợi phẩm. Trong khi đó, nhỏ mà có võ. Nhỏ mà có võ dành cho vị trí của TG Steel. TG Steel anh ta lấy cho mình loại công nghệ nhỏ mà có võ, và đó sẽ là một chiến thắng của TG Steel khi mà tốc độ di chuyển của con pet trong bài đấu của TG Steel là rất nhanh. Green anh ta tiếp tục rồi. Cơ mưu liệu rằng có bắt lại hay không, hay là sẽ up cấp. Rôn nhẹ một cái nào. Và sẽ up cấp, bán đi up cấp để cho vị trí của Squin vào. Nếu như con Squin 2 nữa thì tôi nghĩ rằng là hết nước chấm dành cho Green. Đúng là như thế. Thực sự phải nói nước chấm này hơi ngọt dành cho Green rồi. Bằng giáp gai và ngoại binh dành cho vị trí nữa. Của Sinh. Bằng ngoại binh ra là bắt, tôi chắc chắn là như vậy khi mà ấn ngoại binh quá ngon. Một cái thể thức 4-4. Và đây là việc Ulu, anh ta có cho mình Catalin 2. Backpack chúng, đang block vị trí của Camille với cái cảnh binh. Nhưng mà lượng sát thương gây ra bởi Talon sẽ dứt điểm đi vị trí của con Catalin này. Backpack chúng thì dứt điểm đi vị trí của Squid. Nhưng mà còn đó là Talon và chú chuột.
Ui, kịp hay không đây? Một pha đấm phá giáp. Tôi nghĩ Nhưng mà là sát kịp. thương đốt sẽ là đủ, chắc chắn là như vậy rồi. Sát thương đốt. Green. Bắt Có lại vị trí của Samira hay Darius. không? Bán đi luôn. Samira thì sẽ là điều gì đó tuyệt vời. Không có rồi. Bán hết lại và roll một cái. Sako sẽ thay vào vị trí của chú chuột hay không? Hay là anh ta sẽ free roll ở level 5? Chúng ta cùng chờ đợi. Sako thay vào chuột rồi. Bán đi và free roll ở cấp 5 cũng được. Là một cái sự lựa chọn tốt dành cho vị trí của Green. Green anh ta rất nhiều hướng đi ở trong trận đấu này và anh ta đang ôm lại những con tướng băng đảng nữa. Đang có rất nhiều cái sự tính toán ở trong đầu của Green khi mà anh ta đang có định hình khá nhiều đội hình, có thể là đế chế, có thể là carry bằng vị trí của Katarina và cũng có thể là đánh theo mình một bộ bài carry bằng Sako và Akali trong bộ bài băng đảng, đều là hợp lý khi mà Green có free roll. Up cấp để free roll hay không đây? Anh ta chắc chắn là có rồi. Và up cấp cố gắng, nếu một con Samira thì hiện tại 3 đế chế, lượng sát thương đến từ đế chế giúp cho Talon được gây được nhiều sát thương hơn thì sẽ là một điều rất tuyệt. Có cho mình một con Talon ở kia cầm nước mắt không quá ngon. Từ Green tôi nghĩ rằng là lượng đồ nào còn lại thì anh ta sẽ lấy thôi, hai mảnh găng. Anh ta hoàn toàn thể chấp nhận lấy một con Zeke như thế kia để có cho mình một cái vô cực. Vâng, anh ta đang TG Steel, anh ta đang nghĩ khá nhiều, đang khá đắn đo để cho TG Steel. Anh ta chưa lấy và quyết định là lấy Echo cầm cung rồi. Trong cái đó Green thì sao? Anh ta muốn lấy găng và đó là một cái găng một tiền, có lẽ là mèo mó có ăn không mà thôi. Một cái sự lựa chọn để giúp anh ta có thêm cái lượng sát thương đến từ những con tướng sát thủ. Và tiếp theo là một đôi, anh ta ra những con tướng trong bộ bài. Vâng, ô thần tượng khá đẹp, ô thần tượng khá đẹp dành cho những con tướng sát thủ. Và rồi Không có nhiều điều quá nhưng không sao cả. Taric với cái ô thần tượng lượng sát thương cũng thêm cũng là khá là ổn rồi. Đây là vâng, tranh một cái vuốt dòng dành cho vị trí của Darius. có vẻ như là tranh đang muốn đánh bài đấu gì hin thì phải anh Bon ạ, nhưng mà với một cái khu giao dịch như thế kia thì một bài gì hin có phải là một điều gì đó tuyệt vời hay không. Bằng khu giao dịch. Và đây thì Royal anh ta đã có ngoại binh rồi anh Vũ ơi. Royal anh ta có ngoại binh rồi. Và Royal thì Anh anh ta ta thử khó thì đang giữ được cho mình cái mạch thắng. Anh Vũ có để ý là Royal đã đủ 5 ngoại binh chưa nhở? Tôi đang chưa nhìn rõ. hình Hình như như mới có 4 thì phải. chỉ là 4 thôi anh Bon ạ. Đúng rồi, anh ta chưa có Anh Lăng thì phải. Anh ta có Queen, anh ta có Mid4, anh ta có Sinh và anh ta có Illaoi. Hình như là anh ta thiếu Anh Lăng để anh ta có cho mình cái 5 ngoại binh. Và Royal anh ta đang cháy với bài đấu ngoại binh và đây là sức mạnh của Reroll. Tranh VIP Pro anh ta lên được cho mình là Blitz 2. Một con Blitz 2 thì sẽ tạo ra cái độ khó chịu nhất định bởi những pha kéo của Blitz. Và bàn tay co giãn sẽ mang lại. Không, đó không phải là bàn tay co giãn, tôi lại nhầm với cả vị trí của Zac. Đó là bàn tay họa tiễn Bàn anh Bon tay ạ. hỏa tiễn thì đúng rồi. Chính xác là như vậy. Một cái vực rồng rất sớm. Talon Và có tôi vô đã cực không từng ạ? đánh một bộ bài Zihin anh Vũ ạ. Tôi cho con Zihin cầm vước rồng, gặp những nhà phép thì Zihin làm hết. Và đó cũng có thể là một cái sự lựa chọn dành cho chàng trai tranh VIP Pro, nếu như chàng trai nhận ra rằng những đối thủ bên phía TG các bạn đánh cho mình những cái đội hình sức mạnh cấp thuật. Bên kia là Mazda 2 cầm mũ phù thủy. Nhưng mà đây là một cái vuốt rồng cao tơ khá nặng, nhưng mà lượng sát thương đến từ Mazda 2 đã dứt điểm vị trí của Varius rồi. Thì Mazda 2 tôi nghĩ rằng sẽ là chiến thắng thôi. Còn Mazda 2 từ sớm rất thiệt, 10 màu à 10 tiền được tích lại. Chính xác, và những pha ám ảnh kinh hoàng nó rất chất lượng. Và chúng ta sẽ đến với vòng bình chọn 2.7. Cùng chờ đợi xem những cái bản đồ tiếp theo dành cho tranh là gì. Nhưng mà tranh đang ôm khá nhiều đôi ở hàng chờ. Bắt đầu có sự tính toán để lấy cho mình là 20 vàng. Hy vọng rằng tranh ở round đấu này, round đánh quái này anh ta có thể ra được cho mình 3 vàng lẻ để có thể tích được cho mình là 20 vàng. Thì lượng vàng của tranh sẽ không quá thọt ở khoảng thời gian sắp tới. Mặc dù bài đấu anh ta đã rất nhiều 2 sao rồi. Giáp gai hay không đây? Một cái giáp gai nữa thì rất Vẽ ra luôn giáp gai rất tuyệt vời. ba vàng luôn. Vâng, ba vàng luôn.
Anh ta vâng cứ nói cái gì là ra cái đấy thì chết dở rồi. Chết dở đấy. Vâng tranh anh ta đúng là người được chọn rồi. Vâng giáp gai ra luôn và ra luôn cho mình đó là lượng vàng để có thể tích lại 20. Tôi nghĩ là anh ta không nên cần phải chần chừ bởi vì bên kia tôi đã nhìn thấy ít nhất là nhà Green cũng đã có một cái vô cực rồi. Nên là không cần phải chần chừ. Có vẻ như là Royal đã có 5 ngoại binh. Và nếu như anh ta có một cái chuỗi thắng dài thì chắc chắn sẽ là một thảm họa dành cho những thành viên bên phía FBA. Nếu nhớ trận đấu trước thì Zoe chàng trai cũng có cho mình 5 ngoại binh sớm và anh ta đánh 5 ngoại binh và 6 thách đấu và anh ta có cho mình top 1. Và trận đấu này nếu như Royal anh ta cứ thắng với 5 ngoại binh thôi thì chắc chắn đây là một vài đấu quá mạnh của Royal rồi. Nhưng mà quan trọng là anh ta có thắng được hay không. Quan trọng là như vậy thôi. Hơi khó anh muốn ạ. Hơi khó. Con anh Maza 2 như thế này. Một pha ám ảnh kinh hoàng với cái mũ phù thủy Rambaden và bàn tay công lý như thế kia thì chắc chắn đội hình của Royal bốc hơi. Chắc chắn là bốc hơi. Royal anh ta sẽ cố gắng tìm kiếm chiến thắng ở những nhà khác. Chứ không phải một bài đấu quá mạnh như là Việt Ulu. Chính xác. Và với một bài đấu mà anh ta đang đép bằng những con tướng trong bộ bài ngoại binh thì anh ta sẽ cần thêm những con tướng gây về mặt sát thương nhiều hơn. Và hy vọng rằng anh ta có thể ra được một con Midfortune 2 để những pha mưa đạn của Midfortune sẽ bổ sung lượng sát thương gây ra bởi những con tướng liên xạ cũng như là xạ thủ. Không sao cả, với cái lõi mà anh ta có từ sớm với cả Winstreet của mình, anh ta đã có 27 tiền ở round 3.2 và 5 ngoại binh rồi. Nên là vẫn đang là một bước tiến khá ổn dành cho Royal. Với nhà thi đấu này, tôi nghĩ rằng anh ta hoàn toàn thể chiến thắng nếu như con Kathleen kia bắn thẳng vị trí của Esprit. Kathleen sử dụng backpack chúng, nhưng mà còn ám ảnh kinh hoàng đến từ vị trí của Mazaha và mất đi lớp da tiền thần thì hơi khó rồi. Ừ, được anh Mon ạ, tôi nghĩ là được. Như tôi đã nói, một cái giáp thiên thần cùng với những pha backpack chúng thì chắc chắn sẽ một chiến thắng dành cho Royal. Royal sẽ có được điều gì trong round này đây? Trái tim đấu sĩ và ô bánh tỉa. Độc hành. Độc hành. Liệu rằng có một pha gọi là người đồng đội Đức Anh đang ngồi trong phòng lạ, phòng thi đấu. Anh ta thua một và anh ta ra bốc bắt họ luôn thì vui. Rất ngon. Đó là sức mạnh của năm ngoại binh. Đó là sức mạnh của năm ngoại binh. Đúng là như vậy rồi. Lắp luôn. Dây chuyền gắp luôn. Tầm luôn. Này thì đợi chờ cái gì? Tôi nghĩ là xào luôn thôi. Rất tuyệt vời. Một cái bài đấu tôi nghĩ rằng là có thể hướng đến những vị trí top cao dành cho Royal. Vâng, chàng trai Việt Ulu thì đang quá cháy. Việt Ulu tôi cảm giác anh ta nghỉ. Anh ta luôn có cho mình một cái phong độ rất ổn định. Anh ta luôn cháy ở khoảng thời gian early và mid game. Cứ là một lối đánh mà đép rất thông minh dành cho chàng trai đến từ FBA. Trong khi đó táo thì anh ta chỉ còn lại cho mình là 4-5 máu mà thôi. Trận đấu này táo 1-1-0-2. Anh ta bị mất máu khá sâu. Và đây là một con Mazaha cầm đăng, cầm đồ của Lắc dành cho táo và... Ui, táo. Tôi đang rất muốn xem là táo và hy vọng rằng ban tổ chức có thể nghe thấy tôi nói. Điều tôi nói để có thể mang xem táo đang là cái chuỗi thua mấy rồi. Tôi đang thấy cái hòm của táo mở rất rộng rồi. Không thể rộng hơn được nữa rồi. Hình như là... 8 hay sao anh Mon ạ? Hòm mở to quá anh Vũ ơi. Táo đang cất rất nhiều thứ ở trong này. Và cần ngay một cái chìa khóa để có thể mở ra cái cánh cửa để cho táo. Một cái cánh cửa đủ giúp táo để có thể comeback ở khoảng thời gian sắp tới của trận đấu. Khi mà cái hòm của táo đang rất đề hòe rồi. Táo nhặt 5 tiền hoặc là táo lên level 7 roll được một con 5 tiền. Sau đó nổ hũ có một Neko thôi. Với cái Neko sẵn kia nữa là hai Neko anh ta lên được 5 tiền 2 sao thì chưa biết điều gì nha. Với một cái giải đấu mà đồng đội như này thì việc nổ hũ tôi nghĩ rằng sẽ được sắp xếp trong 1-2 round tới thôi. Đó là một mảnh cung dành cho vị trí của Royal. Người đang cháy thì vẫn là Việt Ulu, nhưng mà người giữ máu tốt nhất thì lại là TG Green. TG Fit 84, TG Steel 67, 64 là số máu của Zoe. Người đang thấp máu nhất là Táo khi mà ngưỡng máu của anh ta chỉ còn lại cho mình là 37 máu mà thôi. Một con rác 2 và lên cấp luôn để kẹp cho mình một con rác 2. Sử dụng cái pha bàn tay co giãn để mang lại giá trị hiệu quả cao. Cập luôn. Hợp lý. Kích đấu sĩ có hóa kỹ hay không? Không có. Ui dồi ôi. Cùng luôn. Cái này chết dở rồi. Đấy là lý do. Ra đều, ra đều để... như này thôi. Rất dễ bây nghĩ. Bây giờ anh Vũ ơi mà ra thăm Ken thì thực sự là chịu. Bây giờ chỉ cần một con thăm Ken thôi là mọi thứ ấy đi về đúng cái cứu được quỹ đạo của nó. Sẽ đấu được con thăm Ken 2 thực sự
Mundo sẽ cầm vị cầm món đồ của Sinh. Anh ta cần một con Mundo để có thể Neko và cầm đồ của Sinh, thì khi đó bài đấu anh ta rất mạnh. Còn kèn 2 ở thời điểm 4-1 chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng là tôi mạnh dạn cho Royal 1 luôn. Ngoại binh và độc hành rất giống Đức Anh ở trong trận đấu của vòng bảng. Nhưng mà chỉ khác là Royal anh ta xếp bài sử dụng cái lúc đây rồi táo đổ được hũ. Và đây là màn hình của táo. Vâng, cái chuỗi rất dài của táo rồi, Mundo và ra gì đây? Vâng, một mảnh giáp. Vâng, rất nhiều những con từ 4 tiền và 3 tiền. Tiếp theo nào, 3 tiền. Ô gáp, hũ 8 hay hũ 7 rồi anh Bon ạ. Nên là ồ, tôi nghĩ đi chắc là hũ 7, 6 hoặc 7 thôi. Nó chỉ là đơn giản những con từ 4 tiền và có cho mình ẩn biến hệ. Ui, hai ẩn biến hệ thì hũ 8 anh Bon ạ. Tôi khẳng định đây có thể là hũ 8, chắc chắn hũ 8. Và tiếp tục pháp sư. Ồ, nếu cái kia là ẩn pháp sư nữa thì pháp sư nữa. Ui rồi, ôi đó này, không phải pháp sư à? Đập đập. Cả. Tôi nghĩ là đập tái chế là kiểu gì cũng ra pháp sư, anh Vũ tin không? Nếu mà anh Bon nói thế tôi lại không tin. Nếu mà anh Bon nói thế tôi lại không tin. Anh Vũ không tin tôi. Tôi đã đồng hành cùng anh rất nhiều mùa giải rồi. Và chúng ta không thể có một cái niềm tin gì cho nhau ư? Còn tôi cần một chút niềm tin từ anh. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Rồi thì anh ta đang hack liên tục với cả năm ngoại binh của mình, cứ hack đồ liên tục thôi. Và tiếp theo là lượng vàng. Tiếp theo là lượng vàng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi round đánh quái 3.7 để ra được thêm những cái món đồ nào nữa hay không đây. Cần thêm những cái món đồ tiếp theo. Với một cái bài đấu ngoại binh này bao giờ đem lại một bánh cuốn nhất định này cho chúng ta. Lượng đồ đã có dành cho đồ, lúc này ta có thể ghép được cung đồ xanh luôn. Của mảnh vô cực. Ui rồi gì đây rồi. Đấy rồi, và lên 8 và sẽ đánh cho mình là gì. Tôi nghĩ là ghép cung xanh luôn. Giáp thiên thần cung xanh. Hay là anh ta đang muốn đánh bằng U-God. Anh ta chỉ để hàng chờ thôi. Cung xanh. Cứ lắp một từ sớm. Vứt bẫy luôn. Tôi nghĩ là thích thì làm luôn cái vứt bẫy. Đồ thì nhiều. Đây rồi. Nhiều khi bây giờ lên 8 lúc được. Lên 8 lúc. Vội lắm rồi. Vội lắm rồi đấy. Vội lắm rồi đấy. Nhưng mà thôi tôi nghĩ là đợi thêm tí nữa đi. 90 máu vội gì anh Vũ. Anh Vũ giờ có việc à? Anh Vũ giờ hơi vội. Anh Vũ giờ lại hơi vội giống một bạn nào đấy nhỉ? Bởi vì đợi một tí đi anh Vũ, mất gì đâu đúng không? Bài mình còn nhiều máu mà, cứ từ từ thôi. Sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho Royal mà thôi. Vì còn giáp thiên thần thì tôi nghĩ rằng hơi khó để lo. Thì mình kia là một con Mazda 2 luôn ạ. Mazda 2 sao, lượng sát thương quá nhiều. Đó mà có thể đủ được. Vâng, U-God đây rồi. Bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi rồi, ôi máu là quá nhiều. Bài này sẽ là một bài đấu top 1. Chắc chắn là cần một sự bình tĩnh cao. Đấy, bây giờ mới lên 8 này. Lên luôn bắt được rồi, nhỡ đâu thắng sao không anh Bon? Không, nhưng mà tôi đang hơi khó hiểu tại sao tôi cứ nói là chậm lại một chút thì rồi lại nhanh hơn một chút. Tại sao lại thế nhở? Lên luôn rồi, nhỡ đâu thắng. Có thể carry bằng U-God. Tôi nghĩ là carry bằng cả hai U-God Zihin thì sao anh? Đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi vị trí của con Sinh để thay U-God vào mà. Zihin có đồ và U-God có đồ. Hai nguồn sát thương nó sẽ đảm bảo theo thời gian hơn dành cho vị trí của Royal. Bên kia là một con U-God 2 và con Siêu. Siêu cũng có ngoại binh nhanh ngon kìa. Cái phòng của ngoại binh cũng là mở rất to rồi, nó rơi vào khoảng tầm hũ 6-7 rồi. Bây giờ Steel anh ta có cho mình cái lõi công nghệ nhỏ mà có võ nên anh ta sẽ hồi lại được lượng máu theo thời gian và một cái mài dao là đủ lượng sát thương. Và đây là một trận thắng thứ 3. Trận thắng của Steel và chuỗi hôn thứ 3 của TG Royal. Đây rồi, tôi đang muốn nhìn cái hũ của Steel một chút. Bởi vì bài đấu của Steel cũng là một bài đấu rất triển vọng nha. U-God 2 và có Mundo rồi. Úi dồi, bao đi sẵn ra. Vâng, bán đi U-God rồi. Tôi nghĩ là phải bán U-God thôi. Còn U-God con Sinh đang dư, tôi nghĩ rằng có cho Vi vào đổi đồ thành 4 đấu sĩ không? Hay là đang muốn để hóa kỹ? Anh ta đang muốn để hóa kỹ rồi. Đúng rồi, nên nếu thế này thì hợp lý hơn này, hợp lý này. Cho Mundo. Ngoại binh cho con nào cũng được. Trừ Mundo. Hợp lý rồi. Anh ta cứ để thua vào cái Neko kia, anh ta sẽ để dành cho những con thú 5 tiền. Cái dây chuyền sẽ đẩy cho vị trí của Mundo. Ta lồng cầm cái vô cực như thế này.
Và cái đó là sai hơn như thế kia. Tôi nghĩ rằng sẽ là một cuộc thua của Roy mà thôi. Không, tôi nghĩ Roy sẽ chiến thắng. Anh Vũ sẽ là người thua. Tôi nghĩ là như vậy. Khi mà một con Mundo cầm dao gai và dây chuyền như thế kia, tôi không hiểu là bên phía Green giết kiểu gì đây. Và đó sẽ là một chiến thắng của TG Royal. Vâng, chúng ta sẽ đến với vòng đi chậm 4.4 của trận đấu thứ 3. Vâng, và các bạn có khán giả, các bạn có thể nhìn bảng điểm ở bên phía bên góc dưới màn hình bên trái. Góc dưới của chúng ta 46 điểm dành cho TG và 36 dành cho FBA. Và trước mắt chúng ta còn hai trận đấu nữa, trận đấu của các bạn đang theo dõi là trận đấu thứ 3/4. Và Green anh ta lấy được Galio rồi, Green anh ta lấy được Galio rồi. Rất nhanh thôi. Thì Gofit thì vẫn hơi phân vân, anh ta lấy gì? Có vẻ như anh ta phải dừng lại một nhịp hỏi là lắm rồi. Sao em không lấy gì hay chăng? Đây rồi. Một đây rồi. Chút tiền. Rung một chút không? Rung một chút đi. Để có thể có cho mình một con gì. Anh ta đang muốn đẩy ra máu. Ui dày. Ui dồi ôi. Không, không, anh ta nhiều đồ lắm anh ơi. Hoặc là có thể dinh hai thay vào vị trí bên kia. Tại vì tôi thử con kinh cầm và sát tinh thần lên con ạ. Ờ, đấy là anh thích thôi, còn Royal không thích. Với rất tinh thần đánh cho dinh. Hoàn toàn pha đó anh ta có thể bán con gì. Đúng là như vậy, là tôi thì tôi cũng làm như vậy. Nhưng mà có lẽ Royal anh ta đang vội quá rồi. Vội quá rồi. Cần vội thì Royal lại không vội. Nên Royal lại vội à. Còn anh ta vội vào những lúc chúng ta không cần. Vâng, bắn Zihin bắn cũng khá rát nha anh Vũ ạ. Zihin sân khấu tử thần bắn vàng đó một chút mất máu của Royal. Còn đang thiếu một chút đồ nữa để Zihin có thể hạ gục đi dàn sau bên phía đội hình của Táo. Đấu sĩ hóa kỹ, hóa kỹ khá ngon nha. Hóa kỹ cho Zing hoặc là con gì đấy. Chính xác. Đúng rồi, tôi nghĩ là tròn nhất là hóa kỹ rồi. Và Zing thay vào vị trí của ai không? Khó thay quá nhỉ. Em tí không nhỉ? Chỉ có rác thôi. Không lấy em tí thôi. Bỏ gì đây rồi anh Vũ ơi, bỏ gì đây rồi. Làm thế sớm. Bây giờ đây rồi. Tôi nghĩ là mà tôi nghĩ là cung xanh không cần cho Zing bởi vì sát thương của Zing là sát thương phép. Cần diệt khổng lồ hoặc là thậm chí là một cái cùng đao hung sô thì sẽ hiệu quả hơn. Cung xanh có thể đẩy cho canh Blanc đi. Tôi nghĩ là đẩy cho canh Blanc là hợp lý hơn. Hoặc Queen. Đúng rồi. Chính xác. Một cái cung lẻ đẩy cho Zing. Như này tôi nghĩ là ổn hơn dành cho vị trí của Royal. Ổn rồi. Bài tôi nghĩ là bài đấu của Royal tôi nghĩ là ổn rồi. Nếu mà có xem những cái pha mà năm ngoại binh anh ta có thêm một chút các thứ thôi. Đây là bài đấu của Ulu. Việc Ulu anh ta nhận ra rằng anh ta không có nước mắt, không có Sojin, không có bùa xanh dành cho những con tướng ma pháp sư và anh ta quyết định đánh cho mình là bốn học giả hoàn toàn hợp lý dành cho vị trí của chàng trai Việc Ulu. Trong khi đó Zoe thì anh ta đang rất thấp máu rồi, người đang cháy thì là Táo 102, một bài đấu mà Táo đang quá tuyệt vời, đang sở hữu cho mình đó chính là ba món đồ dành cho Mazaha. Nhưng mà hơi tiếc là Táo và Việc Ulu lại đánh cùng bài với nhau, bởi vì Ulu lại đang tham vọng lên con Mazaha 3. Trong khi đó Táo đang cầm cho mình là một con Mazaha 2 rồi. Và liệu rằng với cái lượng đồ kia thì Táo anh ta, chàng trai của chúng ta có xoay theo hệ chiều vị trí của Lắc hay không? Thì chúng ta cùng chờ đợi khi mà đã sở hữu cho mình là một con Zumi rồi. Tôi nghĩ rằng là nên xoay theo chiều Lắc một chút, bởi vì người đồng đội của anh ta đang có một bài Mazaha kia và rất cần những vị trí Mazaha để có thể lên được vị trí Mazaha 3. Zoe thì đã phải dừng lại. Trong khi đó TG Steel anh ta đang hồi máu quá nhiều với cái lõi công nghệ nhỏ mà có võ. Và các bạn khán giả, các bạn đang theo dõi trận đấu bán kết 1 của chúng tôi trên hai đường truyền, trên hai nền tảng fanpage TG TV cũng như là kênh YouTube TG TV, thì các bạn đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe hay là một follow trên fanpage để có thể ủng hộ cho ban tổ chức cũng như là ban tổ chức bên phía TG TV để chúng ta có thể theo dõi nhiều giải đấu hơn trong tương lai. Và đây là những món đồ tiếp theo dành cho TG Steel, một cái nỏ xét, một cái vực bẫy cũng có thể là một cái sự lựa chọn tốt dành cho chàng trai của chúng ta. Lên cấp và bắt đầu kiếm U God 3 nào. Rất giàu. Ui, tiếp tục nào. Giàu. Tôi cảm giác anh ta như này anh ta dễ sao U God. Rất dễ sao U God 3 nào. Nếu mong nào tôi. Ra hơi hay cảm giác hơi dễ để anh chàng Royal cũng sẽ bắt một U God.
Anh ta có liên xạ bởi canh lăng rồi, tôi nghĩ là chưa cần U-Bot vội trong bài đấu Royal. Zumi. Rồi, hợp lý. Quỷ thư, thế thì quỷ thư kháng ứng à? Nếu mà sử dụng Zumi thì tôi nghĩ là quỷ thư kháng ứng U-Bot cũng là ok. Tôi nghĩ quỷ thư và kháng ứng U-Bot là mắc binh nhất rồi. Đúng rồi, một cái sự lựa chọn hợp lý dành cho chàng trai TG Steel khi mà cần thêm một vết thương sâu đến từ Zumi. Hoặc thậm chí cũng có thể là một con Lissandra 2 nếu như anh ta đặt niềm tin vào năm hòa kỹ. Nhưng mà tôi nghĩ là một cái quỷ thư dành cho Zumi ở thời điểm này nó cũng là quá đủ để giúp cho TG Steel anh ta có thể giữ máu rồi. Và bắt đầu tích lại lượng tiền để có thể hồi máu lại với cái loại công nghệ nhỏ mà có võ. Và khi mà anh ta đủ tiền, đủ lớn thì anh ta sẽ roll được cho mình những con tướng tiếp theo. Tiếp theo là roll, Vi được thay vào. Và Cogmore, Dr. Mudo. Còn đây là việc Ulu, thì anh ta phải vừa nhận trận thua thứ hai, lên được cho mình Orianna 2. Trong khi đó Lissandra 2 đến từ vị trí của TG Steel. TG Fit thì chỉ còn lại cho mình 14 máu, 28 máu là số máu của táo. Và tiếp theo lên được cho mình một con U-Watt nữa rồi. Còn đây là Green, anh ta đang đánh một cái đội hình, vâng, ba thần tượng và đánh bằng Galio vô cực kiếm. Vâng, quỷ thư và dây chuyền dành cho Sion. Một bài đấu chỉ thiếu JC thôi. Anh ta thiếu JC. Nếu như có JC thì bài Green sẽ rất ổn với một con Galio cũng như một con Sion cầm đồ như này. Những pha đấm của Sion cầm vô cực, vâng, rất thốn nha. Vâng, các bạn có thể thấy, vâng, Sion cũng vâng 4 phát. Đấy là vỗ anh ạ, đấy là vỗ. Vỗ yêu. Vâng, rất đáng yêu đến từ vị trí của con Galio. Vâng, một pha vỗ yêu. Vâng, cứ vỗ vào hai bên tai thôi. Vui, chính xác như vậy rồi. Vỗ vào hai bên tai của đối thủ nhìn rất vui mắt. Một cái đội hình có lẽ là Green cũng đã tập luyện khá nhiều rồi. Một đội hình đánh bằng ba thần tượng và những con tướng cầm vô cực kiếm khá hiệu quả như là Galio. Những pha đấm, những pha vỗ tay đối thủ rất đáng yêu của Green. Vâng, đang có Blitz để kích hoạt hậu vệ. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bài đấu Green anh ta đã có cho mình là ba thần tượng rồi. Đánh đúng chỉ bằng hai tướng khổng lồ mà thôi. Khi mà kích hai tướng khổng lồ thì lượng tanh là rất nhiều. Đấy rồi, cũng có ba. Úi dồi, dấu chấm hết dành cho lobby của chúng ta. Ai cản được chàng trai TG Steel đây khi mà kia là một con U-Watt 3 ở khoảng thời gian 5.3 của trận đấu. Anh ta quá nhiều tiền, anh ta có cho mình khoảng trống đủ lớn để có thể Neko. Và anh ta đã có cho mình là một con U-Watt 3 khi mà không ai chơi cả. Và đó là một lượng sát thương rất kinh khủng ở thời điểm này rồi. U-Watt không thể bị CC với cái kháng hiệu ứng đó. Và những pha càn quét liên tục đến từ vị trí của U-Watt thì chắc chắn đó là một lượng sát thương rất kinh khủng khi mà những bạn ở trong lobby phải đối đầu. Khó cho FBA rồi anh Mon ạ, bởi vì ba nhà của TG họ quá mạnh rồi. Anh Vũ, anh có thể thấy không bắn nổi con Galio và con Sion này, rất khó bắn. Block sát thương và tăng tốc độ đánh đến từ vị trí của Seraphine. Kiểu người đập mũi anh Mon ạ, giống hệt luôn. Vâng, không có cuồng cung dành cho Green, hơi tiếc một tí. Nhưng mà Green có thể lấy thêm quyền năng dành cho vị trí của Galio cũng được. Quyền năng và dây chuyền đều là những cái món đồ ngon. Quyền năng, tôi nghĩ là quyền năng là hợp lý hơn. Sẽ làm cho bài con Galio của Green mạnh mẽ hơn một chút. Tích số thật nhanh và những pha đánh tay của Green sẽ rất đau đây. Thú tượng dành cho vị trí của TG Steel khi mà hình như là Mundo của anh ta vẫn đang thiếu một đồ. Khỏe quá. Bài của Royal cũng khỏe. Steelnet cũng Green là như vậy. Đồ đẹp, tướng đẹp và cái lõi công nghệ cũng rất đẹp. Cái lõi công nghệ của Green tôi nhìn không nhầm thì đó là một lõi công nghệ khổng lồ. Khi mà dưới 60% máu và dưới 30% máu thì những tướng khổng lồ của Green sẽ block được lượng sát thương nhận vào. Và đó là một cái lõi công nghệ rất ngon dành cho những con tướng khổng lồ. Và Green anh ta đang đép hiệu quả với một bài anh ta chỉ đánh bằng 6 chết ở level 8 mà thôi. Và đây là U-Watt 3, nhưng mà có sự khổng lồ thì hơi khó cho Green rồi. U-Watt 3 và tuyệt khổng lồ thì tôi nghĩ rằng bắn sẽ rất nhanh thôi. Đúng hết rồi. Cái khoảng thời gian block anh ta không bị quan trọng là U-Watt của Green không bị CC. Ui, nhưng đang bị vỗ tai. U-Watt đang bị vỗ tai đến từ vị trí Galio. Vâng, Galio vỗ rất đau, nhưng mà đó là sức mạnh của diệt khổng lồ. Vâng, liệu vâng vẫn đang vỗ tai. Vâng, vỗ yêu. Nếu như vỗ này vỗ có diệt khổng lồ thì nó sẽ là vỗ tai. Tôi cảm giác không hiệu quả. Có lẽ là Green anh đang lên vỗ chỗ khác thì may ra thì mới thắng được U-Watt. Vỗ tai thôi không đủ.
và chúng ta hãy cùng chờ xem Green, nhưng mà với một bài đấu mà anh ta đã sở hữu cho mình hai con tướng như thế này rồi thì sẽ là một trận đấu on top của Green mà thôi. Tegafit thì đã phải dừng lại ở vị trí top 7, trong khi đó việc Ulu thì đã phải dừng lại ở vị trí top 6 rồi. Vâng, Royal thì đã lên 9 và đã là Kai'Sa 2. Tôi đã nhìn thấy một con Kai'Sa 2 đến từ vị trí của Royal bằng bắt đầu khung những con tướng 5 tiền. Còn đây là tranh VIP Pro. Anh ta đang đánh bằng sát thương đến từ Chihin, nhưng mà một pha xếp bài lắc đây hình như là bài đấu của Táo 1102 chắc chắn như vậy, khi mà Táo đã bán đi vị trí của Manzaha để swap đồ cho lắc rồi. Cầu vòng tối thượng khá chất lượng, phát bắn thứ hai chắc chắn dứt điểm đi vị trí của Orianna. Và tiếp theo là Chihin, lượng sát thương sốc quá nhiều. Khó mà có thể có cơ hội dành cho chàng trai chúng ta khi mà đối đầu với một bài đấu ma pháp sư ba món đồ đẹp như thế kia dành cho lắc, mà có cả ấn pháp sư nữa. Galio của Galio thì đang gặp cái bóng của Zihin và vẫn đang vỗ rất đau. Vâng, bị Blitz kéo. Vâng, Zumi CC. Vâng, Galio nhảy phát nữa thì thôi, Green sẽ chiến thắng mà thôi. Green tôi nghĩ rằng nếu có thua thì thua nhà của Royal của đó chưa hết thôi. Vâng, Royal thì anh ta vừa nhận một trận thua rồi. Tôi nghĩ bài TG Steel sẽ là một bài đấu top 1. Anh ta cần xếp tốt để né đi những pha cầu bóng tối thượng đến từ vị trí lắc. Ui cuồng cung, nhưng mà người đi ra cuồng cung nhưng mà tiếc quá anh Vũ ơi. Nhưng mà thôi, cho Seraphine cũng được khi mà Seraphine cũng có vô cực. Nếu như đó là một cái cuồng cung dành cho vị trí Galio thì thực sự là quá kinh khủng. Bóng Galio cầm cuồng cung rất ngon nha. Và đây là bài đấu của tranh. Bài đấu của tranh tôi nghĩ là một bài đấu yếu nhất ở trong 5 người của chúng ta rồi. 9 máu dành cho vị trí tranh. Vâng, C tiếp theo là Seraphine và Victor. Và đây là Lulu 2. Giáp máu là dành cho vị trí của Leona. Bài đấu không có quá nhiều đột biến và đang chỉ tanh bằng những con tướng 2 vàng và 3 vàng mà thôi. Khả năng CC gần như là không có trong bài đấu của tranh. Các bạn có thể thấy một con Blitz là không đủ. Vâng, đang muốn sử dụng cái tái chế này. Bên kia là Kai'Sa. Có vẻ như là hình như mà tôi đang nhìn thấy vẫn còn gọi biết nữa. Tôi đang nhìn thấy một con Illaoi cùng với đó bên kia là một con Ben Banh nữa. Tôi không sao cả, tôi nghĩ rằng con Kai'Sa này cùng có là con Gilead kia có thể lo được rồi đấy. Bài của Royal chỉ thua nhà Tunes thôi. Và sẽ là phải dừng lại đến cái tranh mà thôi. Game đấu này hoàn toàn 3 người. Bên phía TG họ có thể sẽ có cho mình vị trí top 1, 2, 3. Green thì anh ta vẫn đang đép tốt với con Galio này. Và sẽ là một chiến thắng của Green trước bài đấu lắc của Táo. Và Táo chỉ còn 12 máu, Royal 19 máu. Và tranh đã phải dừng lại ở vị trí top 5 rồi. Lên cấp 9 và cho Zumi vào. Một đôi JC. Bỏ qua JC rồi. Và sẽ là Zumi để kích hoạt cho mình hai học giả. Tôi nghĩ rằng bài đấu của Táo bây giờ là bài đấu yếu nhất của lobby rồi. Nên là hơi khó dành cho Táo. Anh ta đã cố gắng hết sức, nhưng mà ở phía bên kia team TG họ đánh quá hay và họ đã có những cái lõi cần thiết và xử lý bằng những cái pha roll. Cùng với đó là khung bài. Nhìn cái form bài những vị tướng 5 tiền 2 sao đến từ vị trí Royal của tôi rất là kinh. Nhưng mà không có dịch khổng lồ thì liệu rằng lượng sát thương có là đủ đến Sion và con Galio này hay không? Vẫn vỗ tài. Vỗ rất đau đến thì Galio, và Galio cực kỳ trâu, phải nói là như vậy. Vâng, tôi cảm giác con Kai'Sa thì... con Kai'Sa cứ chưa kịp làm gì cứ phải ăn CC liên tục. Và đây là Galio, vâng, một pha trương cuối khá tốt đến từ vị trí Zumi. Và tiếp theo là hất tung đến từ Galio. Và một pha đấm để dứt điểm đi vị trí của Kai'Sa. Nhưng mà tôi nghĩ là lượng máu không đủ để đẩy vị trí của Royal. Và Táo chỉ còn lại 2 máu mà thôi. Cuộc cạnh tranh đang dành cho vị trí của Táo. Và trận đấu này lại 3 thành viên của FBA lại out top. Và TG thì chỉ có TG Fit là dừng lại ở vị trí top 7 mà thôi. Lissandra 2. Bài đấu của TG Steel anh ta quá mạnh rồi. Và Royal thì vừa lên được cho mình là một con Victor 2 nữa. Tôi nghĩ rằng là khó mà có thể trách được những thành viên của bên phía FBA, bởi vì họ gặp một cái lobby này tôi nghĩ là quá khỏe. Những thành viên của TG họ đánh những bài đấu quá khỏe đi. Vâng, một bài đấu khổng lồ Galio. Và vâng, đây là kèo đối đầu lại với cả chàng trai TG Steel. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 26 máu thì
khó mà thầy Goico Steel có thể dứt điểm đi được Green khi mà đây mới chỉ là round đấu 6 chấm mà thôi. Và quyền tự quyết top 4 sẽ dành cho vị trí của Royal cũng như là 8102. Hai người sẽ gặp nhau và ai người chiến thắng thì người ấy sẽ có mặt ở trong top 3. Và táo là người thua. Và ba người có mặt trong top 3 là ba thành viên của TG. Green bị counter bởi một cái giáp gai này chứ không là anh ta cũng vỗ vào mặt của con Ugot kia đấy Mon ạ. À. Không phải đùa đâu. Anh ta vỗ đúng luôn đây này. Anh ta vỗ. Ui giời ơi. Green thắng luôn anh Vũ ạ. Kinh quá. Anh Vũ nghĩ rằng nếu như Green nếu đổi được một cái món đồ dành cho Galio thì sẽ là một chiến thắng không? Cùng cung hoặc là giáp gai. Đánh cho Galio kia là cũng vỗ chết rồi. Đúng rồi. Mundo không cầm giáp gai chắc chắn là chiến thắng là Green. Vâng, Galio. Ugot thì đang quá nhiều sát thương. Green thì lấy thêm cái cung xanh. Chàng trai chúng ta lấy thêm cung xanh dành cho vị trí của Seraphine. Combo cùng cung vô cực và cung xanh dành cho Seraphine. Khá hợp lý. Vâng, Yumi. Anh ta không bắt Yumi. Nhìn đồ của Seraphine ngay không kìa. Funda. Một bài đấu Green đánh bằng ô thần tượng. Có hồi phục dành cho vị trí của Galio. Rất khó để có thể hạ gục được con Galio này khi mà được tăng máu đến từ Taric cũng như là khả năng tăng tốc đánh và hồi phục đến từ Seraphine. Và lại gặp lại nhau trong pha này rồi. Thế tốt. Đến vị trí của TG Steel. Con Galio bị focus dam vào luôn rồi. Chính ra trận đấu này TG Steel anh ta ghép được cái kháng hiệu ứng. Anh ta né đi được những pha CC đến từ những con tướng khổng lồ. Và đó là khoảng trống đủ lớn tạo ra để cho Ugot có thể được chơi. Vâng, những pha bắn với cái gì khổng lồ như thế kia thì sẽ dứt điểm đi những con tướng này mà thôi. Royal thì đã phải dừng lại rồi. Và tiếp theo sẽ là Green. Vẫn chưa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ là chiến thắng dành cho TG Steel thôi vì anh ta quá nhiều máu, anh ta có quá nhiều cơ hội để sửa sai. À anh ta... Ui dồi, Green muốn đánh bằng 2 Galio mà anh Mon ạ. Anh ta muốn đánh bằng 2 Galio. Đúng rồi. Đau nha. Ui nhưng mà anh ta kiếm lại Seraphine để bỏ Blitz ra không? Khi mà con Galio cần thêm... Anh ta cần hộ vệ. Hoặc là bỏ con Yumi cũng được, tôi nghĩ là cần hồi phục dành cho cái ô thần tượng kia. Ba thần tượng thì con tướng Galio của Green sẽ có hồi phục. Cũng xem con Galio này nó vả như thế nào. Ba tia như thế kia thì... Ô, bỏ Ugot ra. Đang muốn cho người em của mình có một con Galio 3 hay sao? À, một pha tạo điều kiện cho Green. Để lên được cho mình con Galio 3. Vâng, một pha đấm rất đau. Một pha đấm rất đau của Green. Nhưng mà tôi đang muốn xem là nếu như đánh bằng 2 Galio thì liệu rằng TG Steel anh ta có chiến thắng được hay không. Nhưng mà hai con Galio đều có sát thương rất nhiều. Ba tia có thể loại bỏ đi cái giáp gai kia. Những cái tia lẻ có thể bay ở vị trí của Ugot. Có xuyên giáp nữa. Đến từ cung xanh. Tôi nghĩ rằng Green cần cho một chút chính xác như vậy rồi. Có thần tượng rồi, ba thần tượng rồi. Anh ta loại bỏ đi vị trí của Yumi. Có hồi phục đến từ 3 thần tượng. Và đây là đập đồ. Đập đồ anh cho chàng trai TG Steel. Game đấu cảm giác đồ anh ta xấu quá hay sao cho anh ta thêm cái đập đồ nữa. Mình có thể đập cái vô cực trên người Victor. Hợp lý mà thôi. Ui dồi, ra thêm cái quỷ thư nữa. Victor 2 không? Victor 2. Victor 2. Và đây là 3 thần tượng. Bỏ Yumi để lấy 3 thần tượng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem kèo đấu này ai sẽ là người chiến thắng đây. Khi mà TG Steel anh ta đối đầu với một bài đấu lên 9. Nhưng mà chỉ đánh cho mình đó chính là 6 chết mà thôi. Bị được khổng lồ. Chiếm đi 6 chết của anh ta. Vâng, không chiếu luôn. Để xem sức mạnh của Galio cầm cung xanh và vô cực là như thế nào. Tôi nghĩ là chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Hai Galio nhảy xuống. Vâng, hai Galio cùng đấm. Đây rồi, đấm thẳng ở vị trí của một con Ugot như kia thì tôi nghĩ là có thể lo được chiến thắng rồi. Ugot bị hất tung. À, đây rồi, không chiến thắng chắc chắn là chiến thắng rồi. Và đó là một chiến thắng Green. Và chúng ta có thể thấy Green có 3 thần tượng, Galio có hồi phục. Và đó là lượng sát thương đủ lớn để dứt điểm đi vị trí Ugot. JC, vâng, cảnh binh vào rồi. Ôi, cảnh binh vào khóa Green lại.
cho Green hết đi chơi. Thì là Steel anh ta đang muốn cho con cá chê ăn. Nếu mà là một pha chiếu của TG Steel và anh ta có cảnh binh thì tôi nghĩ rằng chàng trai TG Steel anh ta sẽ có top 1 mà thôi. Nhưng mà có cảnh binh thì hơi khó đánh cho Green khi mà Green chỉ đánh bằng 6 chết. Xếp một chút chiếu thôi, tên này TG Steel anh ta sẽ chiếu và sẽ khóa đi một vị trí. Không, anh ta sẽ không khóa được khổng lồ anh ạ. Anh ta sẽ chỉ khóa được những con tướng khác mà thôi. Những con tướng khổng lồ thì không bao giờ anh ta khóa được cả. Tôi nghĩ rằng sẽ vẫn là chiến thắng được. Đủ rồi. Và đó là một cái máy chiếu. Và một trận đấu top 1 cho TG Steel. Khi mà anh ta lên được cho mình con UGOT 3 khoảng thời gian 5.3 của trận đấu. Và đó là một con UGOT quyết định đến cái tấm vé có lẽ là của team TG anh. Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.